quý khách đang có mặt tại hội đua quý ngày hôm nay. Hôm nay ngày 3 tháng 1 năm 2021 là chủ nhật đầu tiên của năm. Qua nó tập hợp trước buổi giao lưu công cảm của bốn năm chúng tôi cùng những phần quà như sau: 49 hộp sữa Wushiro Monster Soylent, 21 bình chai Wushiro Super Power, 3 áo Wushiro, 1 túi vàng Wushiro, đặc biệt là 1 cây cầm Wushiro Fantasy 2. Chúc tất cả các quý cầm thủ. Hai giải đặc biệt cho năm 6 năm 7 4 năm 7 8 rồi.
Anh có không? Quá trời có 4 cây đặt tăng máy vậy đó. Không lẽ sao? Chúc mừng tần số 105. Chúng 10 hợp lưỡi Bushido và một ca áo hoa nâu xanh. Đi chọn lên, đi chọn lên. 46, 45 nha. 46, 47. 48. Rồi, tiếp theo là một giải nhất. Là một phần thưởng là một cái lưỡi bằng vàng và một cái áo cho cá One Ocean Bushido. Này luôn, mày quá mày rồi. Chúc mừng gần 56 mình vừa lên con cá 11974. Anh em mình có đôi cá không? Mình vừa đang tổ chức đôi cá giùm em nha. Kiểu có nọ không 13 ký mấy nè. Quay lại cái giải nhất nha. Giải nhất là mình thuộc về một tần thủ có số hàng chục là hàng 3. Rồi. Chúc mừng tần thủ số 36 chứng một giải nhất. Lưỡi hả? Là một cái lưỡi bằng vàng. Gì á? Dễ nhất xong đúng rồi, đúng rồi. Và một cái áo Bushido. Không. Và bài anh lên mình bóp giùm em quên, một cái giải đặc biệt luôn. Đặc biệt nữa, quên. Quên đặc biệt. Anh chúc mừng cần 4 năm 6 tháng vừa lên cá 11.74. Tạm dẫn giải 3.005 cần. Rồi bây giờ số 20 chúng ta giám sát cá tại ban tổ chức nha. Và cần 20 và cần 80 là một cây cần nha. 4 số 8 á. Cần Bushido. Tăng 4 là 3 giờ học tăng anh. Bốn mấy được anh. 6 7 á. 4 nha. Của mình không. 4 nha. Bên kia rồi. Bên kia rồi. Bốn. Chủ nhân của cây cần là đang nằm ở bên bờ bê. Rồi luôn. Bên kia rồi. Ở đắt đây phát qua đấy. Bên kia. Em xin tổng kết lại ba cái giải. Ba cái giải lớn của ngày hôm nay á, giải gì? Hơn chỉ anh. Hơn chỉ á. Và một cái áo Bushido và một giải đặc biệt là tần thủ số 111. Chúng một cái cần trị giá 11 triệu và một cái áo Bushido. Xin kính mời anh Trần Tuấn Lộc là một trong những người dựng cần cũng có tiếng trong giải cao mình á, và anh đã dựng cái cần Bushido này thì xin kính mời anh lên mình đại diện mình trao cái giải cho anh em chúng tôi. Thầy ba có thấy không Lộc? Đấy,